Xin chào các bạn. Hôm nay thì Phượng sẽ làm một cái bánh rau câu. Thì mình có những cái màu như sau. Mình đang đun sôi màu và để cho nó trong cái dạng lỏng như thế này. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu làm bánh nhé. Hôm nay thì Phượng sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm rau câu cho người mới bắt đầu làm lần đầu nhá. Thì hôm nay mình không cần làm đơn phức tạp, bây giờ mình chỉ làm một bông hoa duy nhất và lá thôi, làm thật là đơn giản để cho các bạn có thể học từng bước một nha. Thì mình có những cái dụng cụ như sau, đây là rau câu mà mình đã nấu sẵn. Còn nấu như thế nào các bạn có thể xem video của Phượng trước đây để xem cách mà Phượng nấu nha. Cái thứ hai là bộ kim đó. Bộ kim này thì mình hồi lát nữa mình sẽ khử trùng bằng nước sôi đó. Ba là một cái muỗng, một cái ống và một cái chén để khi mà mình làm rau câu màu nó bị dư ra thì mình sẽ cho vào cái chén này. Thì bây giờ mình sẽ khử trùng cái ống tiêm nha. Mình sẽ lấy một cái ống tiêm mà mình sẽ muốn làm rau câu. Đó. Mình sẽ khử trùng. Phượng sẽ làm cái nhụy trước nên là Phượng sẽ khử trùng cái ống tiêm có hình mũi nhọn như thế này. Là ống tiêm 18, các bạn có thể mua ở trong hiệu thuốc nha. Nhưng đặc biệt là một số hiệu thuốc nhỏ thì không bán những ống tiêm lớn như thế này, nên các bạn sẽ tìm mua ở những cái hiệu thuốc lớn nha. Mình sẽ lấy nước sôi bên trong đây, khử trùng bằng cách kéo lên và ra. Thì cái nhụy thì mình sẽ làm bằng màu vàng. Khi mà mình rút ống tiêm thì mình sẽ bơm từ từ thôi. Bơm từ từ để cho máu lên nha. Nếu mà bơm quá mạnh thì nó sẽ bị một khoảng trống không khí ở đây. Chúng ta sẽ, khi mà chúng ta tạo hoa rất là khó. Đấy, chúng ta lấy một lượng như thế này. Bước đầu tiên là tạo nhụy nha các bạn. Các bạn để một cái ống tiêm thẳng đứng như thế này. Và chúng ta cắm xuống khoảng đây nhá. So với cái thành này thì cái nhụy của mình sẽ cắm được hết ống tiêm. Nhưng có những cái sản phẩm ấy thì cắm hết thì nó lại quá, nên là chúng ta sẽ cắm một nửa thôi. Tùy vào cái rau câu của mình làm nhiều hay ít. Thế là thì Phượng sẽ cắm được hết ống tiêm như thế này. Đó. Phượng sẽ cắm hết xuống và thả màu xuống. Cắm hết và thả màu. Rút lên. Cắm hết thả màu rút lên. Mình sẽ cắm như thế này. Trước hết á, thì mình sẽ vạch sẵn trong đầu của mình á, đó là mình sẽ tạo một cái nhụy hình tròn như thế này. Đó, thì mình sẽ cắm xung quanh cho kín cái vòng tròn này. Cắm hết ống tiêm xuống và thả màu ra. Càng kín càng đều thì cái nhụy của mình càng dày càng đẹp nhé. Cắm và rút ra đều nhé. Cái lượng rau câu dư bên trên này thì chúng ta sẽ hớt cho cái chén hồi nãy nhé. Mình có thể dùng lại hoặc có thể đổ đi, tùy các bạn. Nếu các bạn trộn nhiều màu vào thì chúng ta nên đổ đi, còn chúng ta chỉ có màu vàng này thì chúng ta nên dùng lại. Thì chúng ta đã có một cái nhụy như thế này rồi. Đó, hình tròn. Okay. Tiếp theo thì Phượng sẽ dùng cái cánh hoa như thế này và lấy màu tím để tạo cánh. Thì cái cách kết hợp màu hay hoa thì tùy thuộc các bạn, mỗi bạn có một cách kết hợp khác nhau. Thì từ một cái điểm này nhá, chúng ta sẽ làm cánh. Mình không được làm quá xa đây, cắm xuống, mà phải đúng cái điểm tâm như này để cái hoa của mình á, cái bên dưới khi mà mình úp lên á thì nó sẽ không bị hở. Đó. Cắm xuống đến giữa nha, giữa cái mũi tên này. Mình sẽ quay đầu lại một chút xíu để cánh hoa của mình nó tự nhiên hơn, tức là nó có cái xu hướng là cúp vào bên trong cái nhụy hoa. Tiếp theo á thì mình sẽ làm những cánh tương tự như vậy. Cắm đến một nửa này, rồi quay đầu lại cúp xuống. Chúng ta làm tương tự những cánh tiếp theo nhé.
Ok, đây là cái lớp cánh đầu tiên. Đến lớp cánh thứ hai thì chúng ta cũng bắt đầu từ cái tâm như thế nhé. Bắt đầu từ tâm như thế. Nhưng giữa hai cánh thì chúng ta sẽ làm một cánh ở bên giữa hai cánh ban đầu. Cứ giữa mỗi hai cánh chúng ta sẽ làm một cánh ở giữa. Cái cánh của mình sẽ có xu hướng phồng ra hơn so với cánh đầu tiên nha. Lớp thứ ba chúng ta cũng làm tương tự như vậy và xòe ra một chút. Tiếp theo chúng ta đã làm tương tự và làm cho cánh nó xòe ra nha. Làm những lớp cánh so le với những cánh đầu tiên. Dày hơn một chút xíu nữa nha. Mình có một lưu ý như thế này là thường những người mới làm ấy thì mi mà mình đặt xuống như thế này, mình bóp ra thì mình bóp lỗ tay, tức là lỗ tay như này này, lỗ tay như này, thế là cái nước này nó trồi ra nhiều đấy. Còn khi mà mình làm quen rồi á thì mình bóp một lượng vừa đủ để cái nước nó không bị trồi ra đó. Mình sẽ bóp một lượng vừa đủ. Trồi ra như này cũng không sao, các bạn chỉ hớt đi thôi nhé. Và một trường hợp thứ hai ấy, là mình vô tình cắm ống tiêm sông quá và nó bị đổ một lượng rau câu xuống dưới như thế này. Các bạn đấy, một lượng rau câu xuống dưới à, cái này hoàn toàn bình thường nhé. Khi các bạn úp lên, các bạn chỉ cần gạt đi là xong, nên là không ảnh hưởng gì đến cái bánh rau câu của các bạn nhé. Và mình sẽ làm như vậy tiếp theo cho đến khi cái lớp cánh của mình nó dày lên thì thôi. Mình sẽ làm cho bông hoa của mình nở rộ ra bằng cách làm thật là nhiều cánh nha. Mình làm cho bông hoa nó tròn lại nhé. Cái chỗ nào mà hơi méo thì tiếp tới đó chính là lá. Thì lá thì Phượng sẽ chọn một cái rau câu như thế, à một cái mũi tiêm như thế này. Và Phượng cũng rửa nó đi. Sau đó thì Phượng sẽ lấy màu xanh, xanh lá cây để cho vào đây nhé. Ok, để tạo lá thì chúng ta sẽ bắt đầu không phải từ tâm mà từ bên ngoài cũng được. Đây, chúng ta bắt đầu từ đây. Kéo xuống, cắm dưới nhà màu.
được như vậy. Kéo xuống, cắm hơi vòng dưới một chút xíu và nhẹ màu nha. Chúng ta sẽ tiếp tới lớp thứ hai nhé, cũng từ đấy nhưng chúng ta sẽ chèn vào so le giữa hai cánh để phun màu ra. Sau khi xong như thế này thì chúng ta sẽ lật ngược lại nhé. Còn nếu làm bánh bình thường các bạn nên cho một lớp đế nhé. Thì mình chỉ hướng dẫn làm lau 3D thôi. Nếu làm bánh các bạn nên cho một lớp đế lên.